Con Batman đấy các bạn. Nó Quiet. Nó đang đuổi theo cái con quái vật đầu dưa hấu kìa. Chắc nó ăn xong nó khát nước, xong rồi nó thèm dưa hấu để chén miệng đây. Ê, con khủng long á, nó gặp cái con quái vật đầu bạch tuộc ở dưới nước này chui lên này. Thế là con khủng long này nó bảo là ôn hồn thế thì chịu thua đi. Con bạch tuộc này không có chịu nè, đang đứng la. Thế là con khủng long nó tức giận rồi. Ui, bay xem tát con khủng long một cái. Ui, con khủng long quất đuôi một cái là bay luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, con Pac-Man kia, con Pac-Man, ui, nó đang được bay ở trên không trung kia, xong rồi nó gặp các con vật, xong nó ăn luôn các con vật các bạn ạ. Thế là con khủng long này đứng ở dưới, không có bay lên được trên đấy, không có làm gì được nó luôn, nó đi mất rồi. Ui, con Godzilla đang quay sang nhìn con quái vật đầu bạch tuộc kia. Chắc là con Godzilla nó thấy lạ lắm đây, nên là nó đứng nhìn một hồi xong rồi nó quay đi rồi các bạn ơi. Con quái vật đầu bạch tuộc cứ cười nữa. Con yêu tinh dâu dài ấy các bạn, nó sợ cái con khủng long quá. Mãi giờ đây này, nó bị con khủng long rượt đuổi, mà bây giờ nó cũng hơi bị mệt rồi đấy. Mà con khủng long không có tha cho nó đâu, con khủng long vẫn đang đuổi theo nó kìa. Nope. Ê, con khủng long á, nó gặp cái con quái vật đầu bạch tuộc ở dưới nước này chui lên này. Thế là con khủng long này nó bảo là ôn hồn thế thì chịu thua đi. Con bạch tuộc này không có chịu nè, đang đứng la. Thế là con khủng long nó tức giận rồi. Ui, bay xem tát con khủng long một cái. Ui, con khủng long quất đuôi một cái là bay luôn các bạn ạ. Khủng long nó khỏe lắm. Con Batman đấy các bạn. Nó đang đuổi theo cái con quái vật đầu dưa hấu kìa. Chắc nó ăn xong nó khát nước, xong rồi nó thèm dưa hấu để chén miệng đây. Ui, cuối cùng thì con Batman nó cũng gặp con Godzilla. Con Godzilla đang đối đầu với nó kìa. Con Godzilla không có sợ nó đâu, nhưng mà con Godzilla này không có phép thuật. Thế là con Pac-Man nó mượn cái con mắt to cái gì đứng để canh gác đấy các bạn, để có gì thì báo hiệu cho nó biết. Các bạn thấy không, đối đầu Godzilla. Ui, thế là Godzilla ra tín hiệu cho bầy của nó đến rồi này. Các bạn thấy không, nhiều con Godzilla luôn, đang thì đi nhanh lắm, chắc là vội lắm đây, để đến chợ giúp cho nó đấy. Các bạn thấy chưa, ui, con Godzilla này cũng đẹp này. Ui, con Godzilla màu hồng ấy, nó đã đến rồi các bạn ơi. Thế là nó đang thì đánh cho đi con Batman một trận cho chưa đi. Nó tội là ăn tham rồi ăn nhiều các con vật nữa chứ. Đấy, các bạn thấy chưa, ui, nó chuẩn bị con Batman kìa. Thế là, thôi, con Batman